Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì chị hôm nay mình với chị Hồng sẽ nấu chè nha. Mình có mua được mấy củ khoai môn. Mua 10 củ mà bị hư mất hết 6 củ rồi. Còn có 4 củ, 5 củ gì à? 5 củ hay 4 củ chị? 4. Em gọt trước á. Hồi mua thì cách đây cũng 2 ngày rồi mà nghĩ là để lâu được á. Sao mình để mà nó bị hư? Với lại cái môn này cũng hơi khó lựa, nó dính đất nhiều quá à. Lựa nó không được, nó thúi ở dưới đất, nó thúi lên. Giờ chị Hồng sẽ sắt cái khoai môn này hạt lựu, rồi mình nấu chè nếp với đậu trắng luôn. Đúng ra thì mình ăn chè chỉ cần nếp đậu trắng với nước cốt dừa là nó cũng đủ ngon rồi, nhưng mà mình thấy để khoai môn vô thì ăn nó dẻo dẻo á, nó càng ngon hơn. Chị sắt hạt lựu bự bự một xíu cái mình ăn, mình đụng cái miếng khoai á, nó dẻo, nó ngon lắm. Trời cũng đang mưa mưa lâm râm rồi nè. Chị Hồng thì chỉ chưa có hết khan tiếng, không có cảm xúc gì nữa, nhưng mà chỉ có cái tiếng là âm thanh giờ nó không được tha. Âm thanh nó không có rõ thôi. Rồi rồi, chuẩn bị khiên bàn chạy rồi. Từ từ bắt đầu mưa dần lớn lên rồi nè. Ở quê mình cứ nắng nắng mưa mưa kiểu này á, là làm cho mình nó dễ bị bệnh lắm. Chị Hồng mặc áo đỏ đứng vô lùm cây nổi. Xanh đỏ hả? Ừ, nổi quá trời. Ở đây mình có nếp nè. Như đây chắc chừng khoảng 1 kg nếp à. Mình không có nấu nhiều. Còn cái nếp cũng hơi môn. Cái môn này là môn sáp, nó dẻo lắm luôn á. Còn này là đậu trắng mình đã ngâm nước nóng rồi nè, nước ấm. Hồi nãy mình ngâm cũng hơi lâu lâu rồi, cho cái hạt đậu này nở ra, tí nữa mình nấu mới nhanh. Còn nếu mà không ngâm nó chắc nửa ngày à. Mà cái đậu này nãy giờ chị Hồng chị cũng đang lo lắng, không biết nấu tới bao giờ mới được ăn. Nó nấu lâu lắm. Nó lâu lắm, nhưng mà có ít là chắc không sao, chút nữa mình bỏ vô xíu muối nấu hả chị Hồng? Ừ. Đây chị Hồng chỉ sắt khoai môn xong rồi nè. Vừa lúc luôn là trời vừa mưa tới luôn. Giờ hai chị em mình sẽ đem vô để nấu nha. Giờ chị Hồng sẽ bưng vô nhà để mưa tới nè. Bầu trời hôm nay không vui rồi. Buổi chiều mưa mưa lâm râm. Lúc thì nắng gắt, lúc thì mưa quá chừng mưa luôn. Nên là bánh khoai đồ tất cả mình để trong nhà hết, để khỏi chạy tới chạy lui á. Chiều giờ mình còn phải nấu chè nè, rồi làm tùm lum hết, nên là khách người ta mua cái cũng quen, mình để trong nhà người ta cũng biết mình bán món gì, người ta sẽ đến để mua. Để ra đi, hồi nữa em đem cái bàn vô chị. Ở trước bờ rào nhà cô Hai á, thì mình có trồng mấy cái dây đậu biếc nè. Bữa nay nó ra bông quá chừng luôn rồi. Để mốt mình làm bánh hoặc nấu rau câu, hay là nấu mấy cái thạch để uống trà sữa á, cũng có để mình làm. Nhiều bông lắm luôn á. Đậu biếc này mà nó chịu nở hoa rồi á thì rất là nhiều. Sáng mình có thể bứt một vài bông vô mình làm trà mình uống cũng được. Đây mình chơi ba bếp một lượt luôn. Giờ chị Hồng chỉ đang cho đường vô một cái nồi đầu tiên. Nồi này là cái nồi chính nè. Nồi nếp của mình á. Chỉ cho nếp vô, cho đường rồi mới cho nếp, để cho cái hạt nếp của mình nó săn lại, nó không có bị đổ lông, nó không có đổ nhựa, thì hạt nếp của mình nó sẽ trong hơn mà đẹp nữa. Cái nếp này bí quyết để cho nó không có đổ nhựa, đổ lông, không có bị gãy mà giữ nguyên hạt nếp á, là mình chỉ ngâm nếp trước khoảng 30 phút bằng nước lạnh để cho cái hột nếp nó giữ nguyên, rồi mình cho đường vô mình nấu lên thì cái hột nếp nó sẽ ngon hơn. Cái nồi sâu lòng này ngon nè. Biết sao không chị? Lỡ nó có nhiều, nó dâng dâng lên thì nó không có bị tràn. Đúng rồi. Cái nồi này là nồi đậu trắng. Đậu trắng thì mình phải ngâm trước lâu, rồi mình phải luộc riêng nè. Tại vì cái đậu trắng nó sẽ nấu, nó sẽ ra cái nước nó màu nâu nâu, nó vô trong cái chè mà nó không có được đẹp, nên mình phải luộc riêng để cho cái đậu này nó chín, rồi mình mới đổ vô trong nếp á, mình trộn. Thì làm sao thì cả nhà theo dõi clip mình để biết nha.
Nay cũng lâu lâu rồi mình mới nấu lại cái nồi chè này. Đúng ra là đến rằm tháng 7 thường thường người ta sẽ nấu chè cho nước hoặc cái chè đậu trắng này để cúng, nhưng mà do gia đình của mình ở trong bệnh viện để nuôi cha hết nên không có nấu chè được á. Bữa nay mình mới nấu để mình ăn thôi. Giờ chị Hồng sẽ cho khoai môn vô hấp. Do cái khoai môn của mình có ít đó, nên là mình cho vô cái nồi nhỏ xíu mini của mình. Nồi này hồi xưa là mình mua để mình hấp há cảo bán cho khách á. Sau này cô cho cái nồi rồi thì mình, cái nồi mà cô cho nó bự nó rộng rãi thì mình hấp há cảo. Còn cái nồi nhỏ này để mình hấp những cái gì mà nó nhỏ nhỏ thôi. Bắt công mình nấu nước nhiều á. Tiện chứ. Tiện lợi chị. Ví dụ như hai vợ chồng muốn ăn hai cái bánh bao thì bỏ vô đó hấp. Cái nồi đó hồi xưa hai vợ chồng đi làm công nhân á chị. Em thèm xôi. Mày nấu được 1 ký không? Không, nấu 1 ký nó không chín chị. Hồi xưa em cũng tham, em nấu mà nó không có chín. Nó bị sống. Nửa ký hả? Nửa ký, hơn nửa ký một chút à. Xong cái em mới đi mua cái nồi đó. Mua cái nồi đó cũng lâu lắm rồi á. Xong rồi đem về đây xài luôn nè. Nửa ký hai chồng ăn đủ. Nấu xôi với mua bánh bao để tủ đông á, cái lâu lâu em đem em hấp đặng sáng ăn đi làm luôn á. Với hồi lúc đó ở trên đó em hay trồng rau đồ này kia, cái em bỏ đó em hấp luôn. Chị Hồng em không có đậu đồ á, em hấp luôn với củ cải đỏ rồi. Giờ hai chị em mình chỉ cần ngồi chờ đợi thôi. Chờ đợi cho ba cái nồi này nó chín hết, cái bắt đầu mình nhập vô cái nồi lớn. Trong các món ăn, các món này là dễ nhất á. Biết sao không chị? Ngồi chờ đợi nhiều hơn là mình làm. Đơn giản nhất. Không gian bếp của mình cũng hơi chật. Do là mình có đổi nước bình á. Nên để mất mấy hàng nước ở dưới bên dưới nữa. Rồi cũng hơi chật hẹp một chút. Nhưng mà đỡ hơn hồi xưa. Đỡ hơn cái lúc mà mình đóng gián tạm. Đóng gián tạm còn không có lối đi nữa kìa. Rộng hơn nữa chứ. Vậy là quý lắm rồi đó. Bữa giờ mình làm cái hạt điều nè. Hai bịch thành phẩm, còn một cái này chưa làm. Cái này giống như nghề cũ quay về nè. Hồi xưa mình cũng làm công ty hạt điều giống vậy, nhưng mà làm bằng máy nhiều đa phần chứ không có làm bằng tay. Mấy cái này là máy người ta làm không được, xong rồi mới gia công bằng tay á, đem về cho mình làm nè. Giờ mình cho cái lá dứa vô để cho cái nếp nó thơm. Nồi chè của mình nó thơm một lá dứa. Còn nếu ai không thích một lá dứa thì chút nữa nấu chè xong mình có thể cho vô vani, cho cái chè nó thơm mùi vani. Nồi chè siêu to. Ngồi nữa đổ đậu, đổ khoai vô nữa là nó dâng lên gần đầy cái nồi luôn. Cái đậu của mình nấu nãy giờ cũng mềm nè. Chị Hồng chuẩn bị đổ ra cái mình cho vô cái nồi chè. Khoai môn của mình nó cũng chín luôn rồi. Khoai môn thì mình cho vô sau. Sắp hoàn thành cái nồi chè. Chỉ còn công đoạn cuối cùng là mình nấu nước cốt dừa, mình chan lên chè nữa thôi. Cái chè này á, theo ngày xưa thì người ta sẽ nấu nước cốt dừa chung luôn. Nhưng mà do nhà mình có người ăn nước cốt dừa, người thì không ăn. Nên là mình sẽ nấu riêng rồi mình chan vô. Ai thích ăn nhiều thì mình chan nhiều, còn ai thích ăn ít thì mình chan ít. Vậy thì nó sẽ dễ hơn. Tại mình nấu chung vô thì bắt buộc chè là nó phải ngọt béo. Có người thì lại không thích cái đó. Nên là thôi mình làm riêng đi cho ai cũng ăn được. Đậu của mình chín rồi nè. Đậu này phải cho nó chín hoàn toàn, nó mềm, nó bở thì nó mới ngon. Còn mình cho sồn sồn sực sực mà cho vô gặp cái đường á, nó bị sống lại. Vậy chị Hồng chị sẽ cho vô nếp luôn. Vô đây là nó sẽ nóng thêm một hồi nữa. Wow. Nồi chè này là cực kỳ hấp dẫn rồi nha. Ngồi có khoai môn vô nữa là ngon lắm chị Hồng ơi. Trong đây thì chị Hồng sẽ nêm đường cho nó vừa ăn với khẩu vị của gia đình. Rồi mình cho chút xíu muối cho nó cầm cốt lại.
Thường thường cái món gì mà có đường thì mình phải cho chút muối thì nó mới đậm vị. Quá ngon rồi. Nếu mà ai thích ăn đậu nhiều thì mình có thể bỏ đậu nhiều hơn xíu nữa. Giờ mình có khoai môn nên mình không có để quá nhiều đậu nè. Chị Hồng cho khoai môn vô. Có năm củ mà cũng nhiều lắm chứ. Chút nữa mình vớt mấy cái cọng lá dứa ra mình bỏ. Giờ nó muốn đặc nữa rồi chị ơi. Nấu cái chè này là hãy dự phòng thêm vài lít nước nha. Nước sôi. Lỡ mà có bị đặc là phải cho vô liền. Nhưng mà chè của mình thấy vậy là vừa nè. Nếu cho lỏng quá thì hồi mình ăn nó không có nếp nhiều. Chè này nó phải vậy. Nó phải đặc kẹo kẹo vậy. Vậy mà có người á, làm thiệt lỏng người ta cho thêm bột năng nữa chị. Tưởng được nhiều chè chứ. Nãy giờ hai chị em mình nạo dừa vắt nước cốt. Rồi mình thắng nước cốt nè. Bữa nay mình thắng nước cốt bằng bột nếp. Thử xem sao. Lúc trước thì hai chị em mình làm bột năng không à. Nhưng mà mình nghe nói làm bột nếp bột gạo nó sẽ ngon hơn. Nên là bữa nay mình làm thử xem sao. Mình không có làm nước cốt vô chè nhưng mà làm nước cốt riêng á. Một nồi luôn. Chuyến này là nó béo ngậy luôn đó. Chị Hồng chỉ cho bột vô để cái nước cốt mình nó sánh lại á. Khi mình chan vô chè nó không có bị chảy. Nó đặc thì mình chan vô chè nó dính lại. Hai chị em mình nấu chè xong rồi mình đem vô mẹ để mình ăn cho vui. Tại có cô Năm ở trong đó luôn rồi. Ở trong đó ăn chè xong rồi có võng đồ nằm luôn cho mát chị Hồng ơi. Chè của mình nấu xong đem vô trong mẹ ăn có cô Năm ăn cho vui nữa nè. Chiều cô Năm đem dừa vô trong cha. Nên là mình đem chè về đây ăn luôn. Cô Năm khỏi cần đi tới đi lui. Giờ nguội lại rồi chắc ngon lắm á chị Hồng. Nóng quá nó cũng không ngon mấy. Giờ mẹ mình chan nước cốt vô chè. Giờ con chan vô nào. Chan nhiều nhiều nha. Chị Hồng phải chan cho nổi nước lên luôn á nhỏ ngon. Cái bụng thế không ăn êm. Thế mà ăn nước cốt ít. Mà cả nhà cùng dùng chè với gia đình mình nha. Chè khoai môn hả Hồng? Chè khoai môn đậu trắng. Chiều em đi làm nên em không có phụ nữa. Chị Hồng chỉ trộn mà nhìn thấy thèm gì đâu á. Ấm ấm mà không nóng lắm. Cái này em nghĩ là hình như mình thiếu gừng hay vậy chị Hồng ơi. Phải không? Chà, chị nói chè này năm hết hả? Nãy con có múc cho Dượng Năm rồi mẹ con mới đi vô đây. Rồi chừa cho anh Thảo một miếng nữa. Ở ngoài á. Hồi chị Hồng về nghe ngày con mới cho vô bịch rồi nãy hơi nóng. Đậu trắng nấu mềm quá ha. Con nấu riêng á. Với đường vừa ăn nữa. Nó phải nấu riêng cho mềm mới bỏ chè luôn. Dạ. Em mới cốt thêm đi mấy chị. Được rồi. Chan hai muỗng. Cái này lâu lắm đấy ăn. Ngon chè nó ngon. Mà cái này nấu lơ mơ khét cái đít nha. Mà nãy chị Hồng nấu khéo lắm mà nha. Không có khét, không có gì á. Đậu thì mềm, môn thì dẻo. Về nếp cũng ngon nữa trong gieo à. Cái hạt nếp nó ngon. Giờ mình cũng tắt máy để ăn với gia đình luôn. Clip của mình cũng hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.